Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị cách pha mắm tôm sao cho đậm đà và ngon. Cách pha này thì nó cũng giống như thường ngày, nhưng nó hơi khác hơn một chút xíu, nhưng làm cho cái nước chấm nó đậm đà và ngon hơn rất là nhiều. Bún đậu mắm tôm là món ăn dân dã của người miền Bắc nhưng cũng rất quen thuộc đối với người miền Trung và miền Nam. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu sơ qua cái nguyên liệu mà để ăn cùng với mắm tôm. Đó là mình chuẩn bị bún. Bún thì mình nên mua bún lá hoặc là bún sợi nhỏ. Khuôn đậu thì mình mua về mình sẽ cắt miếng vuông, sau đó thì mình sẽ chiên cho nó vàng lên. Thịt heo thì mình nên mua thịt ba chỉ, hoặc là nếu không có thịt ba chỉ thì mua thịt đùi cũng được. Và một số anh chị thì thích ăn lòng thì mình sẽ chuẩn bị lòng heo hoặc là thêm nem, cái này thì tùy ý ạ. Còn về phần rau thì mình chuẩn bị dưa leo, rau kinh giới, rau húng, bạc hà, rau quế, rau tía tô. Bây giờ thì mình sẽ làm nước chấm. Đầu tiên thì em sẽ cho vào 4 trái ớt. Ớt thì tùy ý, mình ăn cay nhiều thì mình cho nhiều, ăn cay ít thì cho ít. Mình cho từ 2 đến 3, 4 trái tùy ý ạ. Còn tỏi thì mình sẽ cho 7 tép, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó thì mình sẽ giã nhuyễn cái hỗn hợp này lên. Thường thì mọi người hay bỏ gia vị trực tiếp vào ở trong mắm tôm luôn, mà làm như vậy thì nó sẽ không ngon bằng giã. Khi mà mình giã thì các cái tinh chất ở trong ớt, tỏi nó hòa quyện vào với gia vị. Và khi mà mình vắt chanh vào nữa, mình cho nước sốt vào thì làm cho món sốt của mình nó rất là ngon. Ngoài cái mắm tôm ra thì mình làm nước chấm khác cũng vậy, mình nên giã thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ vắt vào 3 quả tắc. Tắc hoặc chanh thì mình sẽ vắt nó được, nó khá một chút xíu để làm cho cái mắm tôm nó được chín cũng như là nó đậm đà và nó ngon hơn. Nếu như mà dùng chanh á, thì mình dùng hơn nửa trái ạ. Nếu như mà quý cô bác anh chị nào muốn ăn dầu thì mình sẽ cho vào 3 muỗng canh dầu và 2 tép tỏi, mình phi lên cho nó thơm. Khi mà tỏi thơm rồi thì mình cho vào trong nước sốt để ăn cùng. Còn em không thích ăn dầu cho nên em chia sẻ như vậy thôi, nhưng mà em cũng có nói thêm về dầu. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái hỗn hợp này 1 muỗng canh đầy mắm tôm. Mắm tôm thì thường mắm tôm thì nó rất là đậm đặc. Còn nếu như mà ai mà thích ăn loãng thì có thể cho thêm một chút xíu nước sôi nguội vào, nhưng mà em thì thích đậm đặc như vậy thôi, ăn nó rất là ngon. Và ở đây thì cái độ cay của em nó chưa vừa, em cho thêm một chút xíu nước cốt ớt nữa. Còn nếu như mà quý cô bác anh chị không có nước cốt ớt Huế này thì cũng được, không có sao hết. Công thức này thì mình pha cho 3 người dùng, còn nếu như mà quý cô bác anh chị muốn ăn nhiều hơn thì mình sẽ làm nhiều hơn ạ. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách pha mắm tôm sao cho đậm đà và ngon rồi. Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo.